Thưa quý vị, sau khi ngành y tế quyết định điều trị quản lý F0 thể nhẹ tại nhà, nhiều địa phương trong tỉnh đã kích hoạt ngay các giải pháp điều trị phù hợp, trong đó các tổ COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động đóng vai trò then chốt trong công tác này nhằm giảm tải cho các cơ sở thu dung tuyến trên. Đây là một trong 140 trạm y tế lưu động được Long An thành lập tại các xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao về dịch bệnh. Ngoài việc sàng lọc cơ sở, thành viên của trạm sẽ kết nối Zalo, nhóm với các F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn. Ngoài ra, sàng lọc cơ sở, thành viên của trạm sẽ kết nối Zalo nhóm với các F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn để các cán bộ y tế có thể theo dõi sức khỏe hàng ngày, sớm phát hiện các F0 chuyển nặng để chuyển tuyến trên. Công việc chính á là thực hiện khám sàng lọc, cấp thuốc điều trị cho những ca mà cách ly tại nhà. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức xét nghiệm lấy mẫu cho những người mắc COVID tại nhà và cộng đồng. Ngoài ra thì hướng dẫn tư vấn thường xuyên chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cho những ca mắc COVID tại nhà. Tại nhóm Zalo này, nhân viên y tế sẽ nắm triệu chứng của từng bệnh nhân để kịp thời cấp túi thuốc điều trị phù hợp. Đồng thời, các thành viên đã nhận F0 điều trị tại nhà cũng có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả trong việc điều trị dưới sự hướng dẫn chuyên môn từ cán bộ y tế để góp phần nhanh chóng hồi phục sức khỏe, mau khỏi bệnh. Em mới báo cho cơ quan ở dưới trạm á, thì có anh Khải lên test lại cho em, rồi lấy phiếu y tế cho em, rồi dặn dò em là ở nhà rồi sẽ đem gói thuốc A đến cho em. Có những triệu chứng gì, nếu mà thấy có thở trong người gì đó, thấy triệu chứng như thế nào, chứng nặng gì đó thì báo cho ở trạm. Ở trạm sẽ lên hỗ trợ giúp đỡ. Địa phương có F và có nhóm mà Zalo của nhóm F0 tại ấp. Dạ. Thì, tham gia thì thấy là tốt, là khi mà dễ trao đổi thông tin hơn. Khi có F0 ngoài cộng đồng, địa phương sẽ tiến hành truy vết những người tiếp xúc cách ly tại chỗ F0 ngay, sau đó đánh giá điều kiện điều trị tại nhà và lập danh sách theo dõi qua điện thoại hoặc nhóm Zalo. Trước khi kết thúc cách ly, địa phương lấy mẫu đối với những bệnh nhân cũng như những người trong gia đình theo quy định để bảo đảm phòng dịch hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ quy động ở 6 ấp là thường xuyên là bây giờ là tuyên truyền vận động bà con là bây giờ là khi có F mình bị bệnh thì mình cách ly điều trị ở nhà, là mình không ra đường. Có cái cần thiết gì thì làm liên hệ chỗ tổ COVID cộng đồng cũng như liên hệ trạm y tế lưu động và liên hệ chủ ủy ban nhân xã để có kịp thời hỗ trợ. Thì ngoài ra thì về cái vấn đề an sinh xã hội thì sau khi là có F0 là chúng tôi cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình F0 gồm có gạo và nhu yếu phẩm. Quản lý điều trị F0 tại nhà, đây không chỉ là giải pháp làm giảm tải áp lực cho các cơ sở thu dung tuyến trên, mà còn giúp người bệnh được điều trị trong môi trường gần gũi, thoải mái nhất để có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe.